Thưa quý vị, số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là một trong hai công trình thanh niên do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai thực hiện trong năm nay. Đến nay đã có 74 trên 86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố được số hóa, tạo điều kiện cho người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ thuận lợi hơn trong tiếp cận các thông tin về địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục hiệu quả hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tuyến bài thuyết minh giới thiệu các điểm di tích, thu âm file nội dung thuyết minh, rồi chuyển thành dữ liệu số và tích hợp trong mã QR bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét QR code là có thể dễ dàng tìm hiểu cập nhật được những thông tin về điểm di tích. Cùng với việc gắn mã QR ở các điểm di tích, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đưa ứng dụng bản đồ địa chỉ đỏ thành phố Đà Nẵng vào để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của thành phố. Với hình thức trực tuyến, bản đồ này giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và thông tin về các địa chỉ đỏ gắn liền với truyền thống cách mạng của quê hương. Thông qua cái sản phẩm về số hóa này thì các bạn sẽ được tìm hiểu, các bạn được có được rất là nhiều thông tin về cái địa chỉ đỏ của địa bàn thành phố. Qua đó thì các bạn cũng sẽ trau dồi và nâng cao hơn nữa về cái lý tưởng cách mạng của mình, cũng như là nâng cao hơn nữa cái tình yêu quê hương đất nước. Từ hiệu quả của việc số hóa các địa chỉ đỏ, Thành đoàn Đà Nẵng hiện đang tiếp tục nghiên cứu tích hợp mã QR gắn tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Tôi rất mong rằng trong cái thời gian tới đó thì thành đoàn tiếp tục triển khai, ví dụ sẽ số hóa tiểu sử danh nhân các cái địa danh và các trường học trong thành phố Đổ Mang Tây. Thì có lẽ nếu được như vậy thì cái việc mà chúng ta giáo dục cái nhận thức lòng yêu nước, cái tinh thần hy sinh vì đại cuộc của những danh nhân, của những cái địa phương mà đã có từng đóng góp trong quá trình phát triển của thành phố thì đến trực tiếp được với đông đảo học sinh mà nơi mà hàng ngày các em gắn bó. Có thể nói việc triển khai công trình số hóa các địa chỉ đỏ không chỉ tiết kiệm kinh phí trong công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến mà còn góp phần thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ Đà Nẵng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.